Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn một dòng vũ nữ, đó là vũ nữ đâm sai. Hoa của nó màu vàng. Đây là kích thước của hoa, nó chỉ nhỏ cỡ vậy thôi, nhưng mà cái váy của nó màu vàng tươi, rất là đẹp. Một chậu như thế này thì giá tiền của nó là 60.000 đồng.